Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay show bên em lại tiếp tục về một cái thùng Son 288 nhá. Âm ly Son 288 thì cái đợt vừa rồi là nhà em hết hàng, đấy cửa khẩu đóng cửa để nhà em không lấy được về, thì bây giờ em đã lấy được một cái thùng âm ly Son 288 rồi. Đây là vài cái âm ly nhá, vỏ hộp của nó. Thì các bác đã sử dụng, các bác thợ chuyên rồi các bác đã sử dụng thì biết chất lượng về cái âm ly này. Rất là nhiều ở những video em cũng giới thiệu rồi, anh em cũng không giới thiệu nhiều ở cái video này nữa, em chỉ giới thiệu qua một chút thôi nhá. Đây là cái vỏ hộp của nó đây. Những cái video trước thì em cũng đã test thử cho bác về cái âm ly này rồi. Nếu các bác mà quan tâm thì các bác có thể là ấn đăng ký kênh theo dõi em ở những video trước ấy, thì em giới thiệu rất là chi tiết và em test thử nhá. Còn là về cái đây là cái vỏ hộp của nó đây. Đấy, ghi Son 288 nhá. Đấy, vỏ hộp của nó đây. Đấy, mặt trước mặt sau. Còn là về cái phần bên trong thì em sẽ bỏ ra giới thiệu qua cho các bác một chút. Ở video này thì em chỉ giới thiệu qua thôi nhá. Đây. Cái những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm khi mua cái âm ly Son 288 này thì là được cái một cái tay đờ mót như này. Cái tay đờ mót này thì các bác lưu ý là khi mà các bác mua về nhé, thì các bác phải bỏ ra và các bác rút cái túi bóng ở cái chỗ phần đáy của cái điều khiển này ra thì mới sử dụng được nhé. Đấy, các bác lưu ý một cái điều như vậy thì cái này cũng điều khiển được. Còn về cái này thì cái âm ly này thì được bọc trong một cái túi chống sốc như này để đảm bảo cho bác là khi vận chuyển thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến phần chất lượng âm thanh nhé. Và em cũng giới thiệu luôn là khi mà các bác mà mua những cái hàng điện tử nhà em thì nhà em bảo hành cho các bác 15 ngày, lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày nhé. Có nghĩa là từ cái thời gian mà các bác nhận hàng ấy mà sử dụng có hỏng hóc gì, trục trặc gì thì các bác gửi lại bên em và bên em sẽ, trừ trường hợp là các bác rơi xuống nước hoặc là các bác làm rơi nó bị vỡ hay gì thì bên em sẽ không bảo hành. Còn nếu mà các bác mà nếu mà lỗi kỹ thuật của do nhà sản xuất ấy thì bên em sẽ đổi, có nghĩa là lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày. Còn và đây là những cái lúm điều chỉnh của nó thì cũng rất là đơn giản. Thì âm ly này ở ngoài thì nó vỏ của nó được làm bằng nhôm nhá, đấy, sơn màu ở như hồng nhạt một chút ấy, ngay từ những con ốc vít này rất là chắc chắn này. Đấy, hàng này thì hàng rất là bền rồi, vỏ nhôm nhá, ghi Son 288 này, Son 288 nhá. Còn là về những cái lúm điều chỉnh của nó thì em cũng giới thiệu qua cho các bác một chút. Thì ở đây nó có một cái lúm điều chỉnh volume này, volume là có nghĩa là điều chỉnh to nhỏ ấy, đấy, điều chỉnh check này, điều chỉnh bass này. Đấy. Còn là về đây là những cái lúm qua bài, lết được qua bài này, quay lại bài này, ấn nút làm lại nhé. Các bác lưu ý một chút là ở cái âm ly này thì các bác mà muốn đánh, có nghĩa trong thẻ nhớ của các bác mà có mấy tiếng chim ấy, mà các bác mà muốn đánh một tiếng thứ chim thôi thì các bác ấn vào cái nút mà hai mũi tên quay đầu vào nhau thì nó sẽ lặp lại một cái bài đấy, thì các bác đánh một con thì nó sẽ được hiệu quả nhé. Và tốt là tạm dừng này, đấy, play là tiếp tục chạy nhé, đấy, tạm dừng tiếp tục chạy này. Đấy, đây là những cái đèn này, báo hiệu này. Đấy, đây một cái chân cắm USB nhé và một cái khe cắm thẻ nhớ này, khe cắm thẻ nhớ to ấy. Thì nếu mà các bác mà mua thì nhà em sẽ tặng cho bác là một cái đầu lọc thẻ như này. Đầu lọc thẻ nhá. Thì các bác phải mua, đây là một cái đầu lọc thẻ này. Thì các bác phải mua thẻ nhớ rời. Đấy, khi mà các bác gọi điện đến thì em sẽ báo giá âm ly và giá thẻ nhớ rời nhá. Có nghĩa là âm ly một giá và thẻ nhớ, các bác thẻ nhớ thì các bác mua cùng âm ly thì em cũng báo luôn là nhà em chỉ lấy giá gốc thôi là 80.000 đồng một cái. Thì em sẽ tặng cho bác là một cái đầu lọc thẻ này vào để các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đầu lọc thẻ thì các bác chạy được bình thường thôi. Hoặc là nếu mà các bác có thẻ to thì các bác chạy bằng cái thẻ to. Và những cái, đây là nút on off này. Đấy, các bác ấn như này là on off ở đây. Chuyển chế độ MP3 này. Đây rất là nhiều những chế độ nhá. Còn về những cái lúm điều chỉnh ở đằng sau, rắc ở đằng sau thì ở đây nó sẽ có những cái rắc là đấu ra loa phóng và chiếc kèn. Đấy, các bác nếu mà chẳng hạn đánh chẽ run thì các bác đánh chiếc kèn. Còn nếu mà chẳng hạn các bác đánh gà, đánh sâm thì các bác lại đánh loa phóng thì đấu ở đằng đây nhá. Đấy, cứ đỏ là dương, đen là âm. Đây nó có một cái anten này. Đấy, anten để mình điều khiển cái tay đờ mót ấy. Đây một cái chân cắm. Cái này thì khi mà các bác mua thì em cũng giới thiệu lại một lần nữa là khi mà các bác mua thì những cái phụ kiện được tặng kèm là một cái tay đờ mót này cộng với một cái đầu lọc thẻ. Đây, cộng với đồng một cái đầu lọc thẻ như này nhé. Và cộng một cái dây nguồn. Đây, cộng với một cái dây nguồn như này thì để đảm bảo cho bác là cắm vào đây. Cái hàng âm ly Son 288 này thì chỉ sử dụng được điện ắc quy thôi nhá. Còn 253, 263 thì nó chạy cả được bằng điện lưới nữa. Nhưng mà riêng cái dòng Son 288 này chỉ chạy bằng ắc quy thôi. Thì các bác cắm vào đầu nguồn đây nhá. Các bác hai cái nguồn này các bác cắm vào ắc quy thì cũng đỏ là dương nhá, đen là âm. Thì các bác đấu luôn. Đây cũng là có chân cắm USB nữa này. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ quay tổng quan cho các bác một cái hàng Son 288. Hàng bền nhất, nói chung là ngồi đồng cối đá. Rất là bền. Đấy, tổng quan phụ kiện thì em xin nhắc lại là tay đờ mót này, đầu lọc thẻ này,
cộng với một cái dây nguồn là nhà em tặng đi kèm theo mấy cái âm ly Hoa Son 288 này, rồi còn chiếc kèn và thẻ nhớ nhá. Và loa phóng thì các bác phải mua riêng. Đấy, ắc quy thì các bác cũng phải mua riêng nhá. Còn em chỉ báo là cái Son 288 này thôi. Thì cũng giới thiệu cho các bác là nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những cái phụ kiện mà phục vụ cho các bác bẫy chim đêm. Âm ly nhà em cũng đầy đủ này, từ âm ly 253 này, 263 này, Son 288 rồi AV288 là nhà em đều có nhá. Và kể cả chiếc kèn cũng có này. Đấy. Và loa phóng thì có hàng Việt Nam, hàng Indo. Lưới thì có mắt 4,8 phân đến lưới mắt 8 phân phù hợp cho các bác là đánh tất cả các loại chim đêm. Thì các bác mà có nhu cầu thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé. Còn là các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở phần dưới bình luận ấy. Thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ trực tiếp và giới thiệu cho các bác là nhà em ship hàng toàn quốc nhé. Giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì các bác luôn luôn là được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng cái sản phẩm như video em giới thiệu đây thì các bác phải thanh toán nhé. Và em xin nhắc lại một lần nữa là những cái đồ điện tử này nhà em sẽ bảo hành cho các bác 15 ngày, lỗ 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày nhé. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.